Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bên Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6 tại vùng Hoa Thịnh Đốn do Bích Phượng và Đào Thành Vân thực hiện. Bích Phượng, Grassbyton, Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, lễ truy điệu Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa lần thứ 54 đã được tổ chức vào ngày thứ Sáu 7 giờ chiều tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia. Tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia, Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã tổ chức một buổi lễ truy điệu Ngày Quân lực lần thứ 54 với những nghi lễ thật trang nghiêm và đầy ý nghĩa trước sự hiện diện của các quan khách Mỹ Việt. Sau lời chào mừng của ban tổ chức, một nghi thức khai mạc với lễ chào quốc kỳ Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa và một phút mặc niệm. Lễ truy điệu với nghi thức đặt vòng hoa tổ quốc ghi ơn. Nghi thức dâng hương của Chủ tịch Liên hội, cộng đồng, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý niên trưởng tướng lãnh, quý trưởng thượng. Buổi lễ truy điệu và nghi thức dâng hương để nghiêng mình tưởng nhớ, tiếc thương đến bao anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa vì lý tưởng tự do, vì nhiệm vụ bảo quốc an dân đã vì quốc vong thân, chia sẻ nỗi đau thương mất mát của bao nhiêu quả phụ, cô nhi, cũng không quên tri ân và quan tâm giúp đỡ đến bao chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa không may mắn. Nay là những người thương binh đang sống trong sự nghèo khổ, bệnh tật và bị bạc đãi vào những cuối đời tại quê nhà. Nghi thức giá quân kỳ rũ và văn tế truy điệu. Và vào sáng thứ Bảy 22 tháng 6 2019, cũng tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden, một buổi lễ chào quốc kỳ vào đúng 12 giờ trưa để nhớ lại vào thời gian này 54 năm trước, một mặt phải đối diện với quân thù khát máu, bọn cộng sản phương Bắc. Ngoài mặt trận, tập thể chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã nhận lãnh thêm trọng trách của Tổ quốc giao phó, lèo lái con thuyền quốc gia qua giai đoạn khó khăn của đất nước tại hậu phương. Người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa dù trong muôn vàn khó khăn gian khổ vẫn căng trường chấp nhận, vì nhân dân mà chiến đấu, vì sự sống còn của Tổ quốc mà hy sinh, làm tròn trách nhiệm của một người trai thời chiến luôn nêu cao danh dự của một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thế nhưng vì vận nước, một quân đội hùng mạnh, ngày nào phải ngậm ngùi buông súng tủi nhục, uất hận thiên thu. Những tưởng sau ngày 30 tháng 4, ngày 19 tháng 6 sẽ bị mai một. Đây là điều mà bọn Cộng sản Bắc Việt hằng mong mỏi. Nhưng không phải thế, giờ này dù đang sống phải đại đọa nơi quê nhà, trong sự cai trị của bọn Cộng sản hay đang lưu lạc nơi nào trên thế giới, người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa dù rằng giờ đây áo trận đã bạc màu, lưng đã còng, tóc đã bạc, cũng tìm về với nhau để kỷ niệm ngày quân lực, để được tự hào đã một thời được chiến đấu dưới quốc kỳ chính nghĩa, màu vàng với ba sọc đỏ. Vì rằng đã một ngày làm lính Việt Nam Cộng hòa mãi mãi sẽ hãnh diện là người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cũng để kỷ niệm năm thứ 17, ngày quân lực 19 tháng 6 được Lưỡng viện Quốc hội tiểu bang Virginia vinh danh là ngày chiến sĩ tự do Freedom Fighters Day. Ban tổ chức đã gửi lời tri ân chân thành đến những sự hỗ trợ đóng góp của mọi người, nhất là đến những ông cha chú đã hy sinh đời mình để bảo vệ tự do hạnh phúc ấm no cho Việt Nam Cộng hòa, và cảm ơn sự tham dự của mọi người. Sự hiện diện của mọi người là phần thưởng tinh thần giá trị cho Liên hội Cựu chiến sĩ và ban tổ chức, đồng thời nói lên được mối tình quân dân thấm thiết, tình đồng đội chiến hữu, mãi mãi vẫn còn ghi đậm trong tim của những người con dân Việt Nam Cộng hòa. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là ông Tân, Chủ tịch của Liên hội Cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn. Kính thưa ông, đây là ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng hòa lần thứ 54. Xin ông cho biết cảm nghĩ của ông và đêm truy điệu ngày hôm nay. Ngày hôm nay là buổi lễ truy điệu cho ngày quân lực. Trong bất cứ buổi lễ nào quan trọng về người lính thì cái đêm trước cũng phải là cái đêm truy điệu. Đó là chúng ta ghi nhận, ghi nhớ, ghi ơn tất cả những chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến tranh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Thì ngày hôm nay cũng vậy, khi mà chúng tôi làm buổi lễ này, chúng tôi tưởng nhớ đến tất cả những chiến sĩ, những người anh hùng của chúng ta đã hy sinh tính mạng để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam. Đáng lý ra chúng ta phải chiến thắng, nếu trường hợp chúng ta không bị bất tử, chúng ta bị bỏ rơi bởi các đồng minh.
Đó là những gì mà tôi nghĩ ngày hôm nay khi tưởng nhớ lại trong đêm truy điệu này. Tôi mong đó là những lời nói này, những người tử sĩ chúng ta yên nghỉ và với sự linh thiêng của anh phù hộ cho đất nước chúng ta, cho tất cả những em còn lại được thấy là một Việt Nam hoàn toàn không cộng sản nữa, có được tự do, dân chủ và mọi người dân được hưởng những quyền đó. Thực ra thì năm nay là năm thứ 44 chúng ta di cư tị nạn ở bên đây. Và mỗi năm đều chúng ta đến ngày này đều nhớ đến các tử sĩ của chúng ta và đã làm những lễ truy điệu. Thì chúng tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh vừa qua ở Việt Nam, chúng ta đã mất đi trên 200.000 anh người thanh niên anh dũng, trên 200.000, nghĩa là cái số tổn thất tất cả là chừng cỡ 1.750.000 là thương binh, cỡ 250.000 là tử sĩ. Chúng ta mất 250.000 tử sĩ. Và bây giờ chúng ta vẫn luôn luôn khắc khoải nhớ đến và ưu tư và lo lắng và thương mến tất cả các anh em đó. Đó là những đứa con anh dũng của đất nước đã xả thân, hy sinh tính mạng để giữ đất nước được 21 năm trời, từ 1954 cho tới 1975. Và ngày nay chúng ta ở đây nhớ đến tất cả các tử sĩ và làm lễ truy điệu. Chúng tôi rất là đau lòng cái ngày này và nhớ đến những các anh em cũ. Thành ra chúng tôi đến dự cái lễ truy điệu như thế này với một cái lòng cảm xúc vô cùng. Đây là một cái dịp may mà chúng tôi được đến Hoa Thịnh Đốn và trùng hợp đúng vào lúc mà làm cái tổ chức buổi lễ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi tham dự cho nên là rất là cảm động. I've been here several times and again this is an opportunity to come out and to honor our veterans, our freedom fighters and again I'm happy to be here. I'm happy to be part of the Vietnamese American community and also to serve folks that are residing here as well as folks that travel through. Hi, I'm Mary Gavin. I'm the chief of police in the city of Falls Church and I'm with Daniel Fievel, Officer Fievel. Today we're here celebrating with the Eden Center and the Vietnamese community on the Armed Forces Day, the Republic of Vietnam. And, you know, this is probably about the fifth time I've been to this celebration. It's the beautiful day today. The purpose is so important to honor the sacrifice and the veterans here today. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự lễ truy điệu và lễ chào quốc kỳ 2019 Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa lần thứ 54 tại Trung tâm Thương mại Eden, thành phố Fortress, Virginia. Xin hẹn quý vị vào những kỳ phóng sự lần sau. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bên Phương kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Thân mời quý đồng hương tham dự đại lễ kỷ niệm năm thứ 80, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nên Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 30 tháng 6 2019, tại hội trường Sweat House Senior Center, 1000 Forest Glen Road, Silver Spring, Maryland, 02901. Mọi chi tiết xin liên lạc trưởng ban tổ chức Hà Nhân Sinh 204-447-5126. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc dạ vũ sắc hoa màu nhớ để tưởng niệm cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cựu đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 7, 2019, tại Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia, 22042. Mọi đóng góp nhận được sẽ giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mọi chi tiết xin liên lạc Nhất Hùng 301-529-5603, Bích Duyên 703-599-6043. Kính mời quý đồng hương và thân hữu tham dự buổi họp mặt ngoài trời tại Lake Fairfax Park, Reston, Virginia, Canopy G, 1400 Lake Fairfax Drive, Reston, Virginia 20190,
vào ngày Chủ nhật 7 tháng 7 năm 2019, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ban tổ chức tha thiết mong đợi sự hưởng ứng của đồng hương và thân hữu tham gia đông đảo. Mong chúng ta sẽ có được một ngày họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Phích 469-583-8012 hay ông Vũ 703-898-5876.